Xin chào các bạn, nếu một ngày nào đó các bạn đã quá chán với những dòng loa 2.0 ấy mà các bạn muốn chuyển sang dòng loa 2.1 thì dường như là cái việc này nó hơi cầu kỳ và nó hơi tốn chi phí một tí. Tuy nhiên ấy, là khi mà các bạn đã sở hữu chiếc mic này rồi ấy, thì cái việc thay đổi này nó quá đơn giản luôn các bạn ạ. Đây, mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem. Đây là một chiếc mic chỉnh âm sắc đa năng, là tại vì ấy, nó có thể thay đổi từ 2.0 sang 2.1 một cách quá đơn giản và nhanh chóng. Ở ngay góc này các bạn thấy là nó có 3 cổng tín hiệu đầu ra. Cổng đầu tiên này á, là dành riêng cho dòng loa 2.0. Còn lại là 2 cổng này là dành riêng cho dòng loa 2.1. Một khi mà đã nói đến dòng loa 2.1 á, thì chắc chắn phải có 2 loa vệ tinh và 1 loa súp. Thì đây chính là đường ra cho 2 loa vệ tinh. Còn đây là đường ra cho loa súp. Lật xuống dưới các bạn thấy luôn là một cái công tắc đảo pha 180 độ này. Với trường hợp mà các bạn mở nhạc lên á, mà không thấy tiếng bass đâu, là tại vì loa súp và loa vệ tinh á, nó đang bị nghịch pha với nhau. Lúc này á, là mình cần đảo pha lại để cho loa súp và loa vệ tinh nó cùng pha với nhau thì tiếng bass nó mới có trở lại nha các bạn. Và cái việc thay đổi này á, nó cũng đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc hàn cái tiếp điểm giữa sang tiếp điểm bên phải này là xong ngay. Bỏ chống tiếp điểm bên trái là được nha các bạn. Còn xét về cấu tạo á, mình thấy nó cũng đơn giản thôi. Nó được trang bị 3 con IC lớn có tên là OPA2604. Mình zoom lên một chút cho các bạn xem. 3 con IC xịn sò luôn. Còn phía dưới này cũng có 2 con IC. Thì đây là một loại IC cực kỳ thông dụng, đó chính là 5532. Ngay phía trên này đây là khuôn nguồn cách ly. Khuôn nguồn này nó rất là hay ở chỗ là nó có thể biến đổi nguồn đơn thành nguồn đôi luôn. Và với trường hợp ấy, do là nó là nguồn cách ly mà, thành ra là nó có thể tránh nhiễu này, tránh ù. Cổng màu đỏ này đây là cổng cấp nguồn vào. Mức áp dụng là từ 10 cho đến 40V. Còn đây là cổng đầu ra này, các bạn thấy là nó có 3 chân. Là tại vì nó biến nguồn đơn thành nguồn đôi mà, nó sẽ có âm 12V và dương 12V. Còn chân giữa này là điểm mắt chung. Còn tên của IC là mình bó tay rồi. Mình không biết con IC này tên gì luôn. Tại vì ở phía trên này đã bị cãi rồi các bạn ạ. Còn chức năng của 4 nút vặn này, mình chỉ việc lật lên trên là thấy ngay luôn. Núm đầu tiên là âm lượng tổng. Còn núm thứ hai là bát, chung, chép. Ngày hôm qua mình có trải nghiệm cho các bạn một chiếc mạch khuếch đại âm thanh TBA3255 ấy, nhìn nó đã đẹp như này rồi. Mà ngày hôm nay mình ghép chiếc mạch chiếm sắc này cùng với chiếc mạch khuếch đại âm thanh đó thì thôi luôn các bạn ạ. Nhìn trông nó quá lởm hố đi. Đây, mình sẽ cầm lên cho các bạn xem. Hai chiếc mạch đều là màu đen mà cách thiết kế của nó nữa. Nhìn trông nó cứ cuốn cuốn thế nào các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình tiến hành kết nối chiếc mạch chiếm sắc với chiếc mạch khuếch đại âm thanh này để test thử cho các bạn xem. Việc kết nối chiếc mạch này vào bất kỳ một hệ thống âm thanh nào là vô cùng đơn giản luôn. Đây chính là cổng tín hiệu âm thanh vào của mạch. Thì mình chỉ việc cắm cái đường tín hiệu ra của mạch thu Bluetooth vào đây là đã hoàn thành bước đầu tiên rồi. Rồi bước tiếp theo là mình kết nối cái cổng đầu ra của mạch chỉ âm sắc vào mạch khuếch đại âm thanh là gần như xong rồi nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ thử nghiệm với hệ loa 2.0, mình cắm vào cổng này. Rồi lát nữa mình chuyển sang hệ 2.1 đó, mình sẽ cắm với hai cổng đằng sau này nha các bạn. Đây, cổng này là mình cắm vào đầu vào của mạch khuếch đại âm thanh TBA3255. Cuối cùng là mình cấp nguồn. Ngày hôm qua mình có nói là với chiếc mạch khuếch đại âm thanh TBA3255 này á, nó sẽ có luôn một cái cổng lấy áp 12V ở đây. Thì bây giờ mình chỉ việc lấy áp từ ngay cổng này thôi là xong rồi nha các bạn. Cắm vào là đèn sáng luôn. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến em vô tình để bên anh lạnh lùng. Rồi ngày tình ra đi thật xa, rồi người con tim đang xa, nhưng khi còn biết nhớ biết thương trong muôn mang nỗi đau. Nụ cười ai nát lòng, ngày mai em lạnh lùng. Còn xe hoa báo hồng gì anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, vì anh không bên đời. Như giấc mơ.
sai. Lòng buồn vì ai đau xót chưa vời. Đôi môi không lời, yêu thương không rời. Năm mấy chúng ta từng hẹn ước bên nhau anh nhớ nơi. Nơi trốn đây hoa mộng một chút manh mông xót xa. Trái xưa mới tới cái hay của chiếc mạch này. Mình sẽ biến hệ loa 2.0 thành một hệ loa sub cho các bạn xem. Mình chỉ việc thay đổi cái đầu ra này thôi các bạn ạ. Mình rút luôn cái dây này ra. Mình thay thế bằng một cái dây khác như này. Mình vẫn cắm lại như cũ thôi. Tuy nhiên đấy là cái đầu ra của mạch âm sắc mình sẽ thay đổi sang cổng sub là cái cổng này. Đó. Bây giờ mình cấp một lại và lên nhạc cho các bạn xem. Không ngờ được luôn, chiếc mạch này á, cấu tạo rất đơn giản nhưng mà nó cắt xúc khá là sạch các bạn ạ. Lúc mình test á, mình không còn nghe rõ được cái lời bài hát nữa. Được đấy, chiếc mạch này phải nói là đỉnh các bạn ạ. Bây giờ mình tiến hành kết nối thành một hệ loa 2.1 cho các bạn xem. Để mà có được một cái hệ loa 2.1 thì mình cần phải có thêm một thùng loa sub. Ở đây mình tận dụng lại một thùng loa sub vi tính, nó bị hỏng mạch rồi. Các bạn thấy này, dây nguồn mình đã cuốn lại. Mình hàn trực tiếp cái dây này vào cổ loa sub có trong chiếc thùng này luôn và dẫn ra một mạch khuếch đại âm thanh khác nữa. Đó. Coi như là mình chỉ cần có thêm một thùng loa sub hoặc là cổ loa sub và thêm một chiếc mạch khuếch đại âm thanh là mình đã có thể có được một cái hệ 2.1 rồi. Quá đơn giản luôn. Mình dùng nguồn chung với nhau nha các bạn. Hai mạch khuếch đại âm thanh này đều dùng IC TBA 3255 hết. Và dùng chung một nguồn ở đây. Các bạn thấy này, đây là mạch tăng áp. Mình đang tăng mức áp từ 12V lên khoảng 30 mấy V ấy, để cấp cho hai chiếc mạch khuếch đại âm thanh này. Còn việc kết nối thì bây giờ mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem luôn. Với cổng loa sub này á, mình sẽ cắm vào chiếc mạch khuếch đại âm thanh dành riêng cho kênh sub. Còn với cổng ra hai loa vệ tinh á, mình sẽ cắm vào chỗ này và vào mạch khuếch đại âm thanh dành riêng cho hai loa vệ tinh là xong. Vậy là mình đã có một hệ loa 2.1. Tạm thời mình rút cái dây tín hiệu của hai loa vệ tinh ra để mình kiểm chứng lại cái loa sub này cho các bạn xem. Rồi, lên nhạc nào. Đây. Cắt xúc khá là sạch nha các bạn. Mình chỉnh lại xúc ở chỗ này. Cỡ này vừa đủ nghe rồi. Bây giờ mình cắm cái đường loa vệ tinh vào. Nơi trốn đôi hoa mộng một chút mang xót xa. Còn như chúng ta đang đầy nước qua nhau.
mà test, chắc chắn là các bạn đã có thể tự đánh giá được chất lượng của chiếc mạch chỉnh âm sắc đa năng này. Riêng mình sau khi trải nghiệm thì mình có một số đánh giá như sau. Nếu như mình dùng chiếc mạch này cho hệ loa 2.0 thì mình không còn gì để mà nói được rồi. Nó quá là ổn so với cái tầm giá luôn. Nó có một cái dải tần số đáp ứng rộng này. Mình chỉnh dãy bát nó xuống sâu lắm các bạn, nó không có bị hẹp như một số loại mà chỉnh âm sắc trước đây mà mình từng trải nghiệm đâu. Kể cả dải trung và dải chép cũng vậy luôn. Mình vặn tới đâu là nó khác biệt tới đó, nghe sướng lắm các bạn ạ. Nhưng khi mình dùng chiếc mạch này vào hệ loa 2.1 thì bắt đầu những nhược điểm nó mới lộ ra. Là cái núm chỉnh bát ở đây nó chỉ là một cái núm chỉnh âm lượng của kênh sút thôi, chứ nó không có thay đổi được tần số như các bạn. Và còn cái nhược điểm nữa là cái núm âm lượng tổng này, mình vặn xuống hết là mọi thứ nó đều xuống theo luôn như các bạn, chứ mình không thể nào mà tùy chỉnh được âm lượng của sút lẫn âm lượng của loa vệ tinh. Thì thành ra là đôi khi mình muốn mở nhỏ cái tiếng nhạc xuống nghe cho nó dùng dương này, và mình tăng cái dải bát lên, dải sút lên đó, nghe cho nó đùng đùng, cho nó sướng, thì lại không làm được nha các bạn. Cũng chịu thôi, tại vì đây là một dạng mạch tích hợp mà. Mạch tích hợp thì nó cũng có cái nhược điểm của nó, mình đành phải chấp nhận thôi. Chứ còn nếu như mà mình muốn nó ngon lành ấy, thì mình cần phải chơi một cái mạch chuyên sút luôn, thì mình mới có thể linh hoạt tùy chỉnh được tần số này lẫn âm lượng các kiểu. Nói tóm lại chiếc mạch này tuy là nó không thể nào cắt sút sạch được như mấy cái loại kỹ thuật số, nhưng mà nó làm được như này thì phải nói là quá ngon cho cái tầm giá rồi. Và nếu như mình bỏ đi những cái nhược điểm đó thì chiếc mạch này không còn gì để mà chê luôn nha các bạn. Ngày hôm qua mình có trải nghiệm cho các bạn một chiếc mạch khuếch đại âm thanh TBA 3255. Vốn chiếc mạch này nó đã ngon rồi, mà ngày hôm nay mình còn kết hợp với nó là một chiếc mạch chỉnh âm sắc đa năng nữa, thì thành ra là chiếc mạch này nó chẳng khác gì là hổ mọc thêm 1.000 cái cánh luôn các bạn. Thì đó chính là cảm nhận cũng như là đánh giá của mình sau khi trải nghiệm qua chiếc mạch chỉnh âm sắc đa năng kết hợp với chiếc mạch khuếch đại âm thanh TBA 3255 này. Nếu như bạn nào mà có quan tâm đến tất cả những món mà mình có trên màn đây, mình cũng sẽ để đầy đủ các link tham khảo mua hàng chi tiết ở trong phần mô tả video. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn mọi người hãy dành tặng mình một like và nhấn cái kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.